đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay, em xin chia sẻ về cái thao tác reset về trạng thái ban đầu của dòng âm đi Danone AVC4310. Thì trong quá trình sử dụng, nếu sinh ra một số lỗi thì bắt buộc cái thao tác của chúng ta là phải reset về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất nha. Ở đây anh em sẽ thấy là hai nút Standard và DSP nha. Ta nhấn đồng thời cùng lúc và ta tắt nguồn nha. Tắt nguồn trước, nhấn đồng thời và nhấn nút on off này nha. Anh em sẽ thấy là tất cả các đèn ở trên màn hình nó sáng đồng loạt hết. Và như vậy là đã xong cái quá trình reset về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất nha. Và sau đó nó sẽ tự động khởi động lại và tắt ra đây. Rất là đơn giản, dễ dàng sử dụng nha anh em. Hai nút Standard DSP Simulation. Ta tắt nút nguồn trước và sau đó nhấn đồng thời hai nút này và mở nút nguồn lên. Thì trên đây là cái phương pháp reset về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất đối với dòng âm đi Danone AVC4310. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.